Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel, và ngày hôm nay thì mình sẽ giới thiệu được các bạn 5 ứng dụng mà ở trên cái chợ ứng dụng App Store của iOS thì nó chính là 5 ứng dụng được tải nhiều nhất trong tháng vừa rồi. Ứng dụng đầu tiên mà mình muốn giới thiệu các bạn là một ứng dụng mang tên mình Mi Tò Mò. Ứng dụng này thì nó sẽ là một cái mạng xã hội, tuy nhiên thì chúng ta sẽ vào vai một con nhân vật. Đây, cái con nhân vật này là cái con nhân vật mình vừa mới tạo ra. Đó, thì đây là mình. Cái trò chơi này, cái ứng dụng này nó sẽ rất là giống một cái mạng xã hội, và nó khá giống cái trò chơi Sim ở trên PC hay là trên Xbox. Thì chúng ta sẽ vào vai con nhân vật này. Chúng ta có thể có ngôi nhà riêng của chúng ta này, mặt mũi. Con này thì lúc đấy mình có thể tạo ra cái con nhân vật mà nó giống mình nhất có thể. Mình chọn cái mũi, chọn cái mắt, chọn cái mái tóc giống mình. Đấy, thì ở đây thì sẽ có những cái tương tác với lại bạn bè của mình. Ví dụ như ở đây là có một câu hỏi này. Câu hỏi này là mình cần phải trả lời nó. Ví dụ như ở đây thì có một người bạn vừa mới hỏi mình là bạn vừa làm gì vài phút vừa qua. Hỏi làm cái gì vậy Miên? Mình sẽ trả lời là toilet. Ok, rồi. Đó. Nó cũng rất là thông minh. Câu trả đó là một câu trả lời mang tính là kiểu tự động, nhưng mà nó cũng có thể được hồi đáp lại mình một cách rất là thú vị. Ở đây khi mà click vào cái nút này thì chúng ta sẽ có thể chọn cái câu hỏi khi mà có một người bạn nào đó ghé thăm nhà chúng ta. Còn ở đây thì sẽ là cái chỗ để chúng ta có thể ăn mặc quần áo. Đây, mua đồ các kiểu ở cái chỗ này. Đấy, mua quần áo mới, sổ. Mình cảm giác nó giống cái trò audition ngày xưa. Bây giờ thì mình giới thiệu với các bạn qua như vậy thôi, mà các bạn đào về và dùng thử cái ứng dụng này. Còn tiếp theo thì chúng ta sẽ đến với lại một ứng dụng khác mang một cái hình là cái quần đùi. Cái ứng dụng này mang tên là Shorts. Thì với cái ứng dụng này thì chúng ta sẽ cũng là một cái mạng xã hội. Tuy nhiên thì cái mạng xã hội này thì nó sẽ là mạng xã hội của những cái bức ảnh chúng ta đã chụp ở trong cái camera roll. Đây thì như ở đây thì mình mới chỉ chụp có hai cái bức ảnh với chiếc iPhone này mà thôi, cho nên là ở trong cái profile của mình nó sẽ chỉ có hai cái bức ảnh như thế này. Ở đây thì chúng ta sẽ cùng thử xem hay một số những người dùng ở đây thì họ sẽ chụp những bức ảnh như thế nào. Đây thì cái này thì nó là mình chả hiểu gì cả, nhưng mà đây có lẽ là những cái ảnh chụp màn hình của cái người này. Thử cái bạn này đi. Bạn này có một số những cái hình ảnh rất là hay và thú vị. Thì với một số những cái ứng dụng mạng xã hội về ảnh, ví dụ như là Instagram hay là Flickr, thì những cái bức ảnh đó cần phải được chỉnh sửa hay là được chụp rất là cẩn thận. Tuy nhiên thì với cái ứng dụng này thì nó đều là những ứng dụng được chụp rất là khoảnh khắc thôi. Tất cả những cái ảnh nào trong camera roll của chúng ta sẽ được đưa lên đây. Tất nhiên là chúng ta sẽ vẫn có thể kiểm soát được bức ảnh nào lên và bức ảnh nào không lên. Tuy nhiên thì nó là những bức ảnh rất là chân thật và không qua chỉnh sửa. Và đó là cái điểm khác biệt của cái ứng dụng này. Chúng ta sẽ đến với ứng dụng tiếp theo. Một ứng dụng mà tháng vừa qua rất là nhiều người tải. Đó chính là ứng dụng mang tên là Anchor. Cái ứng dụng này thì nó lại một lần nữa là một cái mạng xã hội. Tuy nhiên thì mạng xã hội này rất đặc biệt, đó là mạng xã hội về âm thanh. Khá là giống SoundCloud. Tuy nhiên thì cái mạng xã hội này thì nó là những cái câu nói và những cái kiểu câu chuyện mà chúng ta kể bằng miệng của chúng ta, chứ không phải là những bài hát. Thì ở đây chúng ta có thể click thử vào đây để nghe. Đây là bạn của mình, thằng Quyết. Bạn ấy hát cái bài gì Do You Wanna Be a Snowman. Đó thì cái này thì nó cũng là một cái mạng xã hội dùng kiểu Instagram đó. Cái bạn này thì là nói tiếng Anh gì đó cũng... Nhìn chung là mình thấy nó cũng hơi bị nhàm chán một chút. Nếu như những cái nào mà nó không phải là âm nhạc thì nó hơi nhàm chán một chút. The old gray whistle test. Thì chúng ta có thể thu âm bất cứ lúc nào bằng cách chạm vào cái nút đỏ ở dưới này và đưa cái điện thoại lên tai. Như là chúng ta đang nghe điện thoại ấy, thì sẽ bắt đầu thu âm. Thì cái ứng dụng này mình thấy nó sẽ rất là tuyệt với những cái người nổi tiếng, khi mà họ có thể thường xuyên trả lời những câu hỏi của các fan, rồi là tương tác với các fan qua đơn giản là audio thôi chứ không phải là hình ảnh. Ứng dụng tiếp theo mà tháng vừa qua đã có rất là nhiều người tải, đó là ứng dụng này thì thực sự đã rất nhiều người biết rồi. Cái ứng dụng đây nó như thế này. Thì nó sẽ có thể track cái khuôn mặt của chúng ta và add thêm những cái hiệu ứng rất là thú vị. Như ví dụ như ở đây là mình sẽ biến thành một cái thằng có cái đôi mắt rất là cute và đáng yêu. Mình sẽ lấy nét lại một chút. Ok rồi. Thì ở đây thì nó sẽ add thêm đôi mắt cho mình này. Có một cái mà mình thấy rất là thú vị nhất ở cái ứng dụng này, đó là giả làm Superman. Ứng dụng này thì là giả làm Batman đó. Thì cái này thì đã có rất là nhiều các bạn kiểu thay đổi avatar động bằng cái ứng dụng này. Thì đây là một cái công cụ mà mình thấy là rất là tuyệt vời để chúng ta có thể tạo ra những cái đoạn video vui để có thể làm avatar trên Facebook hay là chia sẻ với bạn bè. Nó track rất là chính xác, dâu đẹp. Thực ra thì cái vị trí góc quay này của mình nó không được, nó hơi khó để có thể track. Nên là nếu mà các bạn đưa thẳng lên như này thì track rất là dễ này. Ok, ứng dụng cuối cùng mà mình muốn giới thiệu với các bạn mang tên là Hound. Thì cái ứng dụng này nó chính xác là cái đối thủ cạnh tranh của
Siri hay là Google Now. Nó chính là một cái trợ lý ảo. Và trợ lý ảo này có một đặc điểm là nó rất là thông minh, nó có thể hiểu những câu nói rất là dài. Ví dụ như đây thì nó đang nói mình là hỏi câu này xem nào. Show me hotel in San Francisco for tomorrow, staying for tonight. Ồ, câu này dài thế. Show me hotel in San Francisco for tomorrow, staying for two nights. Đó, mặc dù là tiếng Anh của mình không được chuẩn lắm, tuy nhiên thì nó cũng nhận diện khá là chính xác. Đợi một chút, đó, ok, nó đã nhận xét được, nó đã nhận dạng được rất là chính xác cái câu nói của mình. Showing 10 results with availability in San Francisco for tomorrow, staying for two nights. Đó, và nó trả lời lại bằng tiếng đó luôn. Thì các bạn có thể thấy ở đây là có những cái option được đưa ra, những cái khách sạn mà có thể ở lại trong vòng 2 ngày gì đó. Which one have Wi-Fi and cost less than $300 per night and are pet friendly? Rồi, nó đã nhận diện được cái câu của mình, okay, mình nói ra. Showing 10 results for maximum of $300 per night that provide Wi-Fi and are pet friendly. Thì cái đặc điểm của cái trợ lý ảo này là nó có thể hiểu được những câu rất là dài. Only show the ones that have a gym and a pool and sort by rating. Trời ơi, sao nó không thể nghe được mình nói cái gì vậy? No results found in show that have fitness facilities and have a swimming pool. Ok, mình sẽ thử một cái câu khó khó một chút. Ví dụ xem nào. Find me the nearest ATM. No places that may provide ATM found. Please note that local business search is currently supported in the United States and Canada. Chỉ support in the United States and Canada. Wow, rất là tiếc. Rồi, như vậy là mình đã vừa giới thiệu các bạn 5 ứng dụng mà nhiều người tải về nhất tháng vừa qua. Phần lớn trong số đó thì là những mạng xã hội. Có vẻ như là thời gian gần đây thì Facebook đang cảm giác như là bão hòa và mọi người bắt đầu đi tìm tới những cái mạng xã hội mới. Trong số đó thì sẽ có một ứng dụng là ứng dụng về trợ lý ảo. Về cái ứng dụng trợ lý ảo này thì mình nghĩ là nó có rất là nhiều tương lai để có thể phát triển, khi mà mọi người đánh giá là nó thông minh hơn Siri cũng như là Google Now rất là nhiều. Nếu như các bạn cảm thấy có bất cứ ứng dụng nào mà nó thích hợp với nhu cầu của các bạn thì xin mời hãy tải về và trải nghiệm thử. Còn bây giờ xin tạm biệt và hẹn gặp lại.